Cập nhật thế giới ngày 20 tháng 7. Hằng Lâm và Quân Sư Mở xin kính chào quý vị. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ và thư giãn. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin cập nhật mới ngay sau đây. Hy hữu, pháo phản lực BM-27 Uragan bắn rụng trực thăng K-52 của Nga. Một phi công trong lực lượng không quân Nga có tên là Alexei Voevoda đã chia sẻ thông tin này trên kênh điện tín Voevoda VSX của mình. Có ít nhất một trường hợp được biết đến về vụ bắn trúng Kaska hay là K-52 bằng tên lửa Uragan. Alexei Voevoda cho biết thêm rằng phi hành đoàn hai người của chiếc trực thăng đã thiệt mạng. Viên phi công Nga không nêu chi tiết về hoàn cảnh chiếc K-52 bị hạ. Tuy nhiên, có vẻ nó đã cố gắng đột kích phòng tuyến của Ukraine và tấn công các mục tiêu mặt đất, nhưng bị phía Ukraine dùng pháo phản lực thời Liên Xô bắn hạ một cách thảm khốc. Đây có lẽ là lần đầu tiên trên thế giới ghi nhận một trường hợp trực thăng tấn công bị bắn hạ bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt chuyên dùng để tấn công mặt đất. Nga đã tổn thất khá nhiều K-52 trong cuộc xâm lược quốc gia láng giềng, đến nỗi có thời điểm gần như nó đã biến mất khỏi nhiệm vụ trên chiến tuyến. Và nối tiếp là thông tin, Joe Biden ngày càng hứng chịu nhiều bất lợi. Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn tuyên bố cứng rắn vào ngày 19 tháng 7 rằng ông sẽ không từ bỏ chiến dịch tái tranh cử, ngay cả khi có nhiều thành viên cấp cao của đảng Dân Chủ thúc giục ông dừng chiến dịch vì lo ngại rằng đảng này có thể phải trả giá đắt trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 tới, hãng thông tấn Reuters đưa tin ngày 20 tháng 7. Ông Biden nói, tôi sẽ tiếp tục quay trở lại chiến dịch tranh cử vào tuần tới để vạch trần mối đe dọa từ chương trình nghị sự dự án 2025 của Donald Trump, đồng thời bảo vệ và thực hiện kế hoạch của tôi đối với nước Mỹ. Hiện ông Biden đang tự cách ly sau khi mắc COVID-19. Tòa Bạch Ốc cho biết ông có triệu chứng nhẹ và đã được tiêm vaccine. Hãng tin Reuters cho biết, đảng Dân Chủ ngày 18 tháng 7 thông báo hoãn buổi bỏ phiếu trực tuyến về việc đề cử Tổng thống Joe Biden làm ứng viên đại diện đảng ra tranh cử. Buổi bỏ phiếu ban đầu dự kiến diễn ra vào tuần tới, nhưng hiện giờ được lùi sang một thời điểm trong tháng 8. Tính đến ngày 19 tháng 7, đã có thêm 13 nghị sĩ đảng Dân Chủ đồng loạt kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden rút khỏi cuộc đua bầu cử Tổng thống, số lượng lớn nhất trong một ngày cho đến thời điểm hiện tại. Trong số này có hai hạ nghị sĩ là Jared Huffman và Zoe Lofgren, các đồng minh thân cận của cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Hiện tại tổng cộng đã có 35 nghị sĩ Dân Chủ muốn Tổng thống Mỹ rút khỏi cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2024. Những lời kêu gọi được đưa ra sau khi ông Biden có màn hùng biện được đánh giá là thất bại trong cuộc tranh luận trực tiếp với ứng viên Cộng hòa Donald Trump vào hôm 27 tháng 6. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, các đồng minh của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã bắt đầu kêu gọi các nhà tài trợ của đảng Dân Chủ hỗ trợ tài chính cho bà nếu Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua năm 2024, Politico đưa tin. Ấn phẩm lưu ý rằng các đồng minh đã chia sẻ thông tin về các hoạt động tài chính trong điều kiện giấu tên nghiêm ngặt do những căng thẳng trong đảng Dân Chủ liên quan đến kế hoạch tranh cử của ông Biden. Một lãnh đạo của một tổ chức chính trị phụ nữ phát biểu với điều kiện giấu tên, hiện nay có một làn sóng ủng hộ lớn dành cho bà ấy, chúng tôi đều ủng hộ bà ấy. Mỹ cảnh báo Iran có thể sản xuất vật liệu cho vũ khí hạt nhân trong 1 đến 2 tuần tới. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cảnh báo tại diễn đàn an ninh Aspen ở bang Colorado rằng Iran có năng lực sản xuất vật liệu phân hạch được dùng trong vũ khí hạt nhân trong 1 đến 2 tuần, nhấn mạnh mối lo ngại về chương trình hạt nhân của nước này, trang Pravda đưa tin ngày 20 tháng 7. Ông Blinken nhấn mạnh, thay vì phải mất 1 năm nữa nếu muốn đạt đến năng lực sản xuất vật liệu phân hạch cho vũ khí hạt nhân, giờ đây Iran có lẽ chỉ phải mất từ 1 đến 2 tuần để đạt được ngưỡng đó. Chi tiết về năng lực chế tạo hạt nhân của Iran được đề cập sau khi Tổng thống Masoud Pezeshkian đắc cử. Ông cho biết muốn chấm dứt tình trạng Iran bị cô lập và nghiêng về khả năng khôi phục thỏa thuận hạt nhân vào năm 2015 giữa Iran và phương Tây. Năm 2018, Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, vốn được thiết kế nhằm kiểm soát hoạt động hạt nhân của Iran để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh cấm vận quốc tế. Phát biểu tại một hội nghị an ninh ở bang Colorado, Ngoại trưởng Blinken cho biết thỏa thuận hạt nhân sụp đổ đã làm tăng tốc năng lực của Iran về lĩnh vực này.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA hồi tháng trước cho biết Iran đang mở rộng năng lực hạt nhân sau khi Tehran thông báo rằng đang lắp thêm nhiều máy ly tâm dùng cho hoạt động làm giàu uranium ở các cơ sở Natan và Fordow. Theo IAEA, Iran là nước duy nhất hiện không thuộc câu lạc bộ hạt nhân có thể làm giàu uranium ở cấp 60%, gần chạm ngưỡng dùng cho vũ khí hạt nhân, trong khi tiếp tục tích lũy các kho dự trữ uranium lớn ở mức có thể chế tạo một số quả bom nguyên tử. Mỹ tiếp tục chiếu tướng Trung Quốc vì cuộc đàn áp Pháp Luân Công. The Epoch Times đưa tin ngày 18 tháng 7, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Warren Patel cho biết Mỹ sẽ không ngần ngại thực hiện các hành động thích hợp chống lại cuộc đàn áp tà ác kéo dài 25 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với người tu luyện Pháp Luân Công. Ông Warren Patel không nêu những hành động cụ thể của Hoa Kỳ, nhưng lưu ý rằng bộ này đã và đang theo dõi các hành động của chính quyền Trung Quốc đối với vấn đề nhân quyền. Ông nhấn mạnh, chúng tôi đã chứng kiến các hành động đàn áp đối với nhân quyền cơ bản của con người ở Trung Quốc. Đó là điều mà chúng tôi sẽ tiếp tục nêu ra với chính quyền Trung Quốc. Cùng ngày, Hội Những Người Bảo vệ Sự Thật về Pháp Luân Công, một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm 2000, đã gửi một bức thư có chữ ký của 16 nhà vận động nhân quyền đại diện cho nhiều tổ chức khác nhau, kêu gọi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những người tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Bức thư có chữ ký của 16 nhà vận động nhân quyền đại diện cho nhiều tổ chức khác nhau nhấn mạnh: chúng tôi lên án mạnh mẽ cuộc đàn áp này và gửi bức thư này kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Biden thực hiện hành động cụ thể trước ngày kỷ niệm bi thảm này. Ngày kỷ niệm bi thảm mà bức thư nhắc đến chính là ngày hôm nay, 20 tháng 7 năm 1999, ngày mà Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới sự cầm đầu của Giang Trạch Dân cũng chính là thủ phạm đầu sỏ của cuộc thảm sát lục tứ ngày 4 tháng 6 năm 1989 trên quảng trường Thiên An Môn, hay là tác giả của Đập Tam Hiệp, hiện là mối họa nước khôn lường, phát động cuộc đàn áp tàn bạo và vô nhân tính nhắm đến những người tu luyện Pháp Luân Công chỉ vì đức tin vào chân thiện nhẫn của họ. Trong bức thư, các nhà vận động nhân quyền lưu ý, Ngoại trưởng Mỹ vào năm 2021 và năm 2022 đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với hai quan chức cấp cao chính quyền Trung Cộng vì đàn áp Pháp Luân Công, và Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã truy tố một số đặc vụ của Trung Cộng vì tham gia cuộc đàn áp. Tuy nhiên, những hành động tương tự cần phải được thực hiện mạnh tay hơn nữa để chặn đứng tội ác của Trung Cộng và kiềm chế các hành vi vi phạm nhân quyền của các quan chức của nó ở mọi cấp độ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công ở cả Trung Quốc và Hoa Kỳ. Ở một diễn biến khác, vào ngày 26 tháng 6, ngày quốc tế hỗ trợ nạn nhân tra tấn, tại một phiên điều trần của Thượng viện Ý ở Rome, Thượng nghị sĩ Pellegrino đã có bài phát biểu và đề nghị chấm dứt việc bức hại các học viên Pháp Luân Công bằng hình thức tra tấn, đồng thời lên án tội ác mổ cướp nội tạng của Trung Cộng. Bà cũng bày tỏ sự ủng hộ hoạt động phản bức hại của các học viên Pháp Luân Công, theo website Minh Huệ Net. Bà Pellegrino phát biểu: hôm nay tôi muốn nhắc nhở chúng ta hãy đặc biệt lưu ý đến một sự thật rằng các học viên Pháp Luân Công đang phải chịu đựng tra tấn ở Trung Quốc. Pháp Luân Công là một lối sống dựa trên các nguyên tắc. Pháp môn tu luyện này đề cao lòng từ bi và bao dung với triết lý sống thẳng đẳng và hòa bình. Đó là một tín ngưỡng tâm linh mà từ khi được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992 đã nhanh chóng thu hút từ 70 đến 100 triệu người ở Trung Quốc theo học. Mặc dù bản chất của môn này là dựa trên sự an hòa và thiền định với mục đích nâng cao thể chất và tinh thần của con người, nhưng những người theo môn này đã bị chế độ đương thời của Trung Quốc bức hại và đàn áp một cách có hệ thống và vô nhân đạo và vẫn đang tiếp diễn cho đến ngày nay. Đáng lưu ý nhất là ngoài việc bắt bớ phi lý, sỉ nhục cũng như lạm dụng không thể diễn tả nổi, người tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc còn phải chịu đựng một cuộc bức hại tàn bạo, thậm chí còn bị cưỡng bức mổ lấy nội tạng từ người sống mà không gây mê. Anh, Nhật, Ý sẽ thảo luận hợp tác phát triển máy bay chiến đấu tiên tiến thế hệ mới. Ngày 20 tháng 7, hãng thông tấn Reuters đưa tin, vào tuần tới, Bộ trưởng Quốc phòng Anh sẽ gặp những người đồng cấp Nhật Bản và Ý để thảo luận về chương trình phát triển máy bay chiến đấu tiên tiến thế hệ tiếp theo, trong bối cảnh chính phủ của Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình. Giai đoạn phát triển chung của chương trình sẽ bắt đầu vào năm 2025. Vào tháng 12 năm 2023, Anh, Nhật Bản và Ý đã ký một hiệp ước quốc tế nhằm thiết lập chương trình không quân chiến đấu toàn cầu và đối tác, giúp phát triển máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo riêng biệt của ba quốc gia.
Bộ trưởng Quốc phòng Ý cho biết vào tháng 1 rằng chương trình này có thể được mở rộng cho những nước khác vào giai đoạn sau, trong đó Ả Rập Xê Út là một trong những ứng viên sáng giá. Tuy nhiên, chính phủ mới của Anh có thể sẽ không đồng ý với đề xuất trên sau khi thực hiện đánh giá hoạt động và sức mạnh của lực lượng vũ trang của họ trong tuần này. Nối tiếp là thông tin Kim Jong-un công khai thảo luận hợp tác quân sự với Nga. Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, Bình Nhưỡng không còn che giấu trong hợp tác quốc phòng nhạy cảm với Nga sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un công khai thảo luận về tầm quan trọng và sự cần thiết của hợp tác quân sự giữa hai nước. Theo tờ báo Rodong Simun, ông Kim đã đưa ra bình luận trên vào ngày 18 tháng 7 khi ông thảo luận về tầm quan trọng trong hợp tác quân sự với Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexei Grigorushko tại Bình Nhưỡng. Đây là động thái công khai đầu tiên của Triều Tiên sau khi nước này và Nga nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng trước tại Bình Nhưỡng. Đánh giá của tình báo Hàn Quốc đã kết luận rằng Điện Kremlin đang hỗ trợ chương trình vệ tinh của Bình Nhưỡng và việc nước này mua lại vũ khí tối tân với mục đích thúc đẩy sự phát triển tên lửa đạn đạo bị Liên Hợp Quốc cấm của Triều Tiên. Đối lại, theo đánh giá của phương Tây, Nga đã nhận được tên lửa và hàng triệu quả đạn pháo từ Triều Tiên được sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine, mặc dù cả hai chính phủ đều phủ nhận việc buôn bán vũ khí. Tin tặc Triều Tiên đánh cắp 235 triệu đô la Mỹ từ sàn giao dịch WazirX ở Ấn Độ. Ngày 19 tháng 7, trang Meza của Ukraine dẫn nghiên cứu mới được công bố bởi công ty phân tích Blockchain Elliptic cho biết nhóm tin tặc Triều Tiên đã tấn công mạng vào sàn WazirX, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Ấn Độ, và đánh cắp số tiền điện tử trị giá 235 triệu đô la vào ngày 18 tháng 7. Sau vụ tấn công, số tiền bị đánh cắp đã được chuyển đến một địa chỉ mới thông qua máy trộn Tornado Cash. Những kẻ tấn công bắt đầu trao đổi tài sản bị đánh cắp lấy Ether bằng nhiều dịch vụ phi tập trung khác nhau. Elliptic lưu ý rằng đây là hành động điển hình của việc rửa tài sản đánh cắp của tin tặc Triều Tiên cả trong những phi vụ trước đây. Mỹ tuyên bố bảo vệ và muốn Philippines duy trì tiếp tế cho con tàu ở bãi Cỏ Mây. Cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc Jake Sullivan cho biết hôm 19 tháng 7 rằng Hoa Kỳ sẽ làm những gì cần thiết để đảm bảo Philippines có thể tiếp tế cho tàu chiến Sierra Madre trên bãi Cỏ Mây và Manila sử dụng để củng cố các yêu sách của mình, hãng thông tấn Reuters đưa tin hôm 20 tháng 7. Ông Sullivan cho biết Hoa Kỳ muốn Philippines duy trì việc tiếp tế cho con tàu bất chấp các mối đe dọa từ Trung Quốc. Phát biểu tại hội nghị diễn đàn an ninh Aspen ở Colorado, ông Sullivan cho biết Hoa Kỳ đã nói rõ với Trung Quốc rằng hiệp ước phòng thủ chung với Philippines áp dụng cho cả Sierra Madre. Israel tấn công miền Trung Gaza, giao tranh dữ dội ở Rafah. Hãng thông tấn Reuters đưa tin, lực lượng Israel đã ném bom vào một số khu vực ở miền Trung Gaza vào ngày 19 tháng 7, khiến ít nhất 8 người Palestine thiệt mạng tại khu vực trại An-Nusayrat, trong khi giao tranh với Hamas vẫn diễn ra ác liệt tại thành phố Rafah. Vào tháng thứ 10 của cuộc chiến, trong tuần qua, các cuộc pháo kích từ xe tăng và không kích của Israel vào trung tâm Gaza đã được tăng cường. Tại Rafah, nơi Israel tuyên bố sẽ giải tán các tiểu đoàn cuối cùng của lực lượng vũ trang Hamas, người dân cho biết đã nghe thấy tiếng đấu súng dữ dội vào ngày 19 tháng 7 ở khu vực trung tâm và phía Tây. Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết vào ngày 19 tháng 7 rằng lệnh ngừng bắn được mong đợi từ lâu giữa Israel và nhóm chiến binh Hamas đang tiến gần đến mục tiêu. Phát biểu tại diễn đàn an ninh Aspen ở Colorado, ông Blinken cho biết Hamas và Israel đã đồng ý với khuôn khổ ngừng bắn do Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vạch ra hồi tháng 5 sau nhiều nỗ lực thúc đẩy, nhưng cho biết vẫn còn một số vấn đề cần phải giải quyết. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến sẽ tới Washington vào tuần tới và phát biểu tại phiên họp chung của Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 7. Tòa Bạch Ốc cho biết vào ngày 18 tháng 7 rằng ông Biden hy vọng sẽ gặp ông Netanyahu nhưng phụ thuộc vào tình hình phục hồi của Tổng thống sau khi bị nhiễm COVID-19. Và cập nhật thế giới đến đây cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hằng Long xin được chúc quý vị buổi tối với những giây phút thư giãn và an lành. Còn bây giờ, Hằng Long và Quân Sự Mở xin chào và hẹn gặp lại quý vị.